早一点，我们相遇到相恋，我怎么舍得轻易把你疏远、哦、如果可以早一点，请让我在你身边，需要的时候我就会准时出现。如果可以早一点，爱情就变得简单，为什么你总是躲得那么远、哦、如果可以早一点，我会守在你身边，因为这一生已经注定我爱你。Xin lỗi cô, không sao đâu. Miên Miên, đứng lại. Miên Miên, em đừng đi. Em thấy anh chưa đủ thành ý sao? Các anh cho tôi nói nốt mấy câu, được không? Em là thành viên của em co. Anh là đội trưởng. Anh không cho em đi. Anh biết anh chưa đủ tốt. Anh không cho em được nhiều thứ em muốn, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Nếu em không thích anh nhảy vũ điệu đường phố, anh sẽ không nhảy nữa. Em không thích anh leo tường, anh sẽ không leo nữa. Em không thích anh đánh nhau, anh không bao giờ đánh nữa. Nhưng em đi đến đâu, anh cũng sẽ tìm em, bởi vì anh yêu em. Đồ ngốc, đồ đại ngốc. Đúng vậy, anh là thằng ngốc, thằng đại ngốc. Phải lên máy bay rồi. Vừa rồi anh nói gì? Anh nói anh là thằng đại ngốc. Câu trước đó, anh nói anh yêu em. Em cũng thế. Nhưng em muốn đi với anh ta mà. Em đã hủy hôn ước với Nhiễm Thu rồi. Bọn em sang Mỹ dự thi thôi. Bố em không nói với anh à? Không. Chưa nói. Trời ạ, sao bố em chỉ nói một nửa chứ? Vậy là em không rời xa anh nữa. Em yêu anh à? Thật không đấy?让你的情绪绑住手脚，一个动作让你神魂颠倒，使出所有伎俩就会耍帅，要把现场气氛弄到最好，要来 popping breaking 还是 freestyle， 青春的澎湃冒险不是障碍，要来挑战 battle 尽管来斗，谁在怕谁胆量你够不够，你是舞蹈的国王还是皇后，还没分出胜负绝不收手，你的身体让你摆脱引力，要让所有对手五体投地，睁大眼睛请你看个仔细，武林至尊 yeah right that's me， 你要跟我跑酷还是斗舞，请你跟着我的脚步，你就要不修边幅，我是霸主，有谁不服，请你拿出你的态度，这是精武的门徒，你要跟我跑酷还是斗舞，请你跟着我的脚步，你就要不修边幅，我是霸主，有谁不服，请你拿出你的态度，